Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Chụp ảnh cưới, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Măng bảo lúc rầy người ta đang rủ nhau chụp ảnh cưới lạ là báo giết vậy á. Sợ anh không tin, Măng nói thêm, nó tưởng báo nói là thánh nói. Báo kể người ta mặc đồ bộ đội nè, áo dài trắng, nước ảnh ố vàng, y như là cái hồi chiến. Người ta ra ruộng, lùi sình, kẻ cày cấy, kẻ cưỡi trâu. Người ta đóng vai nàng gánh nước ngang qua chàng giá xe trên vỉa hè tơi tả bụi. Có đôi còn kéo nhau ra làm duyên ở cái bãi rác thành phố, ngó bộ ảnh cũng ngộ lắm. Một cô người mẫu vừa làm bộ ảnh cưới 12 tấm, kể lại mối tình của cô. Từ cái lúc mà quen nhau làm sao, sóng gió thế nào, coi vui như là phim vậy á. Anh nhìn mưa và mấy con cá chốt nằm nghiêng ngửa trong rổ trước mặt Măng, lướt qua những ngón tay nó héo xanh đi dì dầm trong nước, rồi lơ đãng bảo, hay bữa nào nắng mình chụp hình cưới đi, em muốn mình cũng làm kiểu như vậy. Mặt Măng bơ bơ tê dại vì bất ngờ, vui sướng. Nó mong mỏi nghe câu ấy đã lâu rồi. Măng mường tượng nếu mà bắt chước phong cách ảnh cưới của cô người mẫu nọ, chắc là nó phải nằm sải lai trên mặt đường để diễn lại cái vụ da quẹt làm nó té chỏng gọng, tay rách toạc mấy mảng da, năm cái trứng dịch bể be bét. Măng sẽ bôi nước sốt cà vào người giả làm máu, và anh thì lóng ngóng đỡ nó mà mắt cứ ngó cái chiếc xe máy của anh đang chảy xăng lên láng, rồi hỏi có sao không, có sao không. Sau đó sẽ là cảnh anh đến căn phòng Măng đang trọ, mang trả lại chiếc xe đạp đã sửa xong cùng với bông băng thuốc đỏ. Phòng trọ đó chắc giờ người khác ở, nhưng sẽ tìm được cái bối cảnh tương tự ở bất cứ đâu. Những căn phòng nóng nực, thấp và hẹp như một cái hộp diêm, đủ để kê cái giường ngủ và cái bếp ăn nhỏ. Bộ ảnh cưới cũng không thể thiếu hình ảnh hai đứa ngồi ở quán cà phê nhai nước đá viên, đi đạp dịch ở công viên nước. Cảnh anh sấn sổ vội vàng đè Măng vào giường cái hôm nó đến nhà anh chơi cũng quan trọng. Vì sau đó khi mặc lại áo, anh nói em dọn qua ở chung đi, cho đỡ tốn tiền thuê nhà. Cuối cùng trong một đợt mưa dầm do áp thấp gần bờ, Măng làm cá chốt kho sả ớt, thì anh rủ chụp ảnh cưới em ơi. Sự có mặt của những con cá chốt cùng với trứng dịch thằng lằn trong suốt những sự kiện quan trọng của hai đứa sẽ làm bộ ảnh bớt tẻ nhạt. Chúng sẽ cứu giãn vẻ mặt lạnh lẽo của chú rể, vì ánh mắt anh cũng lạnh, cả khi cười cũng là cái cười nhếch nhác lạc nhách. Và Măng gánh cái sứ mệnh phùng mang trợn mắt cười toe suốt cả bộ ảnh cưới, để cho người ta thấy đây là ảnh cưới, không phải là ảnh họp. Quan trọng là nó có chịu cưới mày không? Mẹ Măng hỏi, cố kéo nó trở về mặt đất, chấm dứt những ngày tháng mơ màng. Từ cái khi mà dọn qua sống chung với anh, cha mẹ coi Măng là đứa con gái bỏ đi, đã đứt đoạn, giờ càng thêm đứt đoạn. Măng gần như không qua lại. Những lần mà trải tóc ra nằm cạnh anh, nó kể bằng cái giọng hững hờ như đang nói về gia đình nào khác. Cái nhà đó lúc nào cũng sùng sục như nước sôi. Giờ Măng mà ló mặt về vì muốn khoe cái chuyện chụp ảnh cưới, nó muốn chia sẻ với ai đó nỗi vui đã dâng lên đầy ứ này, thì cha Măng đón cái tin trọng đại ấy bằng cái biểu môi, đổi củ khoai, lấy mấy cái ảnh sến rợn đó, cho tao cũng không thèm. Măng không khó chịu, chỉ nhoẻn cười, nói miễn là có chụp hình, không đám cưới cũng được mà. Đám cưới sẽ trôi tuột đi trong ký ức những người tham dự, hình ảnh thì treo hoài trên vách, ghi nhận cái thời khắc mà hai người từng vui vẻ mắt chìm trong mắt. Con cháu Măng sau này phải được nhìn thấy điều đó, điều mà Măng chưa từng nhìn thấy ở cha mẹ mình. Cái hồi mà Măng 6 tuổi, một bà già bán bánh bông lan mà nó hay gọi là ngoại tám chỉ vào cái ảnh cưới ở trên lịch, nói cha mẹ mày nè Măng. Nó tưởng thật, suốt ngày mê mẩn ngó Lý Hùng với Diễm Hương đang cọ má cười lúng liếng với nhau.
măng tin rằng ai chụp ảnh cưới thì cũng đều đẹp hơn ở ngoài đời, đẹp khác xa hai người lớn mà nhà nó đang ó ré giác củi liện nhau ở ngoài bến. 13 tuổi, măng nghĩ nhà mình nát bét vì không có cái ảnh cưới treo trên vách, một cái ảnh cưới ấm áp tới mức khi người ta có đánh chửi nhau thì cũng thấy ngượng ngùng. Chúng hiện diện như nhắc lại một lời thề, một ký ức đã bị thời gian mài mòn mất. Hình cưới mất hết cái hồi đận cháy nhà rồi, mẹ măng lượng sượng trả lời cho xong, chứ khỏi bị gạn hỏi nữa. Hèn gì cái sự thương nhau cũng rụi thành tro. Măng gật gù, mặt trầm ngâm như người ngộ đạo. Đời con phải khác, nó tuyên bố như vậy khi đứng bán hàng cho một tiệm điện máy. Thôi không bưng bê cà phê giúp mẹ, măng mướn nhà ở riêng là một cuộc ly khai triệt để. Nó chạy khỏi cha mẹ mình một quãng xa, họ không cách nào đuổi kịp. Cũng có thể vì quá mệt mỏi với việc kiếm sống và cãi nhau, họ không muốn đuổi theo. Măng sống chung với anh hơn tháng thì mẹ nó mới hay, mới dậm cẳng đấm ngực rồi nói: đời mày rồi cũng như tao thôi con ơi, khác cái khỉ khô gì. Không, khác chứ, anh cũng măng đi về đúng giờ, chẳng hút thuốc phì phèo, ghét nhậu và không mê gái. Anh chỉ thích rút trong nhà, không thích giang hồ đầu sông cuối bãi. Anh khô khan, ù lì, hơi tẻ nhạt. Tháng 5 nói một tiếng, tháng 10 nói một câu. Nhưng chẳng sao, lời nói là thứ sắc nhọn, nói ít thì người khác đỡ có chảy máu. Khác nữa là bọn măng sắp chụp ảnh cưới, độc và lạ. Ở bến tàu, chỗ mà cha mẹ măng hay cầm chổi lông gà hay chổi cỏ, nắp xong hay gới nhựa để mà phan nhau, anh ngại ngần bảo đông người lắm. Nhưng mà sao 4 giờ chiều thì vắng thênh thang. Măng bảo: em lớn lên ở đó, em biết mà. Nó lớn lên ở đó, nó quen tất cả những người bán bưng bán gánh, thuộc lòng từng bậc thang lên xuống bến. Buổi nào thì nước rồng nước lớn, trên bến có 5 cây bàn và 2 cái cội me. Xưa nó hay trèo cây ngồi suốt vì không thích ở nhà. Một cái quán nước xốc xếch nằm dãy giữa 12 hàng quán. Nó còn biết giờ nào thì tàu đi U Minh ra bến, và cha của nó đứng đằng mũi gác sào lên mui tàu, dương vai khoan khoái nghĩ đến người đàn bà miền rừng nào đó đang chờ ông ở cuối cuộc hành trình kia. Nó cũng thuộc cái khoảnh khắc chuyến tàu rạch guốc cuối ngày về bến, một thằng con trai cao lòng khòng sẽ cầm cái dây thừng nhảy phốc lên bờ, buộc chặt vào cột, miệng la ơi ới: tới chợ rồi bớ bà con ơi. Mũi măng thuộc mùi mồ hôi của thằng đó, những ngón tay măng thuộc từng sợi tóc cháy nắng kia, mắt măng thì thuộc từng cái mụn cơm trên gương mặt đen thui, từng vết sẹo trên người. Măng định học thuộc cái da thịt thằng nhỏ nữa, nếu một bữa nó không trốn nhà đi đến một bến tàu ở một miệt biển xa xôi và nhìn thấy thằng kia tay bẹo má chân quắp hông một con nhỏ khác, thế rồi măng bỏ đi. Cái hôm mà măng kéo cái đuôi giấy cưới trắng tinh về đứng trên dên ở trên bến, chuyến tàu rạch guốc cuối ngày đó cũng vừa xuống khách xong. Măng bận cười toe tạo dáng, bận biết ơn anh vì chiều nó mà phải chịu sượng sùng. Nó không biết trong cái mắt thằng con trai đó còn chút tha thiết nuối tiếc nào không. Nhưng chắc chắn thằng kia sẽ nhìn nó giống như người của cả bến tàu đang xúm xích trầm trồ, ngó cái cảnh lãng mạn dị thường ở nơi mà lúc nào cũng chụp giật bán mua, nháo nhác đi về. Nắm chặt lấy tay anh đến nỗi anh cũng thấy đau và giữ cái chân giấy chực xòe bay lên bởi gió sông lồng lộng. Măng bỗng nhớ một lần, cả xóm cũng túa ra nhìn nó khi nó đang trèo cột điện, miệng nó hét: cha mẹ đánh chửi nhau nữa là tôi nắm dây điện đồng đưa chơi đó. Và cha mẹ nó đầu bù tóc rối sau một trận cãi giả đã đời ra đứng cạnh nhau thẫn thờ bối rối. Trận đòn sau khi măng tụt xuống thì nó vẫn còn nhớ. Cái hồi đầu thì cha đánh mẹ rầy, sau đó thì đổi tay cha rầy mẹ đánh. Lần đầu tiên hai người cùng dạy dỗ đứa con gái gan góc ngổ ngược, đau mà nó thấy vui. Giờ thì họ đang ngồi lặng lẽ trong cái quán chấp giá xốc xếch, một bộ ngồi vừa mỏi mệt vừa thanh thản, êm đềm như cây sau hồi giông bão.
Từ đằng xa ngó lại, Măng thấy hình như mẹ nó ho khúc khắc, tay kéo chéo áo lau nước mắt, và cha nó vừa duỗi đi điếu thuốc đang hút dở, tay khỏa đuổi khói đi chỗ khác. Cái ảnh cưới có cái nền hai người đã chớm già nua ngồi trầm ngâm xa xa đó. Măng bảo anh thợ ảnh đừng có xóa phông, cứ để như vậy cho nó lạ đi.